Xin chào các bạn. Mùa đông luôn là khoảng thời gian mà Tuấn Duy mong đợi nhất. Đặc biệt là cái tiết se lạnh vào buổi sáng nhưng cũng ngập tràn ánh nắng như thế này. Đây quả thật là những ngày đẹp nhất trong năm. Liệu các bạn đã bao giờ thử cái cảm giác đi dạo vòng quanh Hồ Gươm và ngắm nhìn những cảnh đẹp bình dị đó? Hãy cùng Tuấn Duy trải nghiệm những điều tuyệt vời này nhé.